Vâng các bác ơi, mời các bác quay trở lại với kênh xe đạp bánh Nhật của em trên YouTube nhé. Đây là một siêu phẩm siêu tầm, đi thể thao cà phê dạo phố cực kỳ chất, một chiếc thủy thủ mang tên là Benny Sport. Đây là một chiếc xe xuất Nhật cực kỳ chất, với bộ độ đèn của nó, cặp đèn của nó là được độ nguyên zin nhá, rất đẹp, xe cổ. Các bác đang xem video vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh bấm đăng ký kênh để follow những mẫu xe mới nhất bên em. Em sẽ ra các dòng xe thể thao tay cong tay thẳng cũng như là MTB xe địa hình, và các dòng xe nội trợ trục lắp dây cu roa hay là xe xích hộp. Đấy, rồi dòng xe thể thao khác. Đấy, bên em là chủ yếu là bán xe từ bên Nhật về, xe bãi Nhật nhá. Còn các tên tuổi trên thế giới. Đây là một chiếc Bentley Sport nguyên zin, zin đét 100%, có hồ sơ giấy tờ, có trang bị độ đèn nguyên zin của nó, cũng như có gắn kèm các phụ kiện kèm theo như là bao da, hay là đây, chiếc xe này chỉ gắn thêm bao da thôi các bác, còn lại nguyên zin đét hết nhá. Bao da cũng là bao da Nhật xịn luôn, da bò. Đấy. Cặp đôi pedal con này cực chất. Em sẽ đi review tổng thể, sau đó sẽ đi chi tiết cấu hình của xe giới thiệu cho các bác xem. Đấy là nó chất như thế nào nhá, và sẽ báo giá cho các bác luôn. Các bác ưng hợp túi tiền, đủ chất chơi con xe này thì alo cho em, số điện thoại ghim chạy trên video, ghim trên tiêu đề, các bác nhớ đọc. Đấy, cặp đèn phía trước của nó này. Đấy, đèn vừa là đèn xi nhan, đèn còi có hết nhá. Công tơ mét của nó này. Công tơ mét này. Công tơ mét to. Rất đẹp. Mọi thứ nguyên zin đét hết. Như em đã nói, chỉ có mỗi một chiếc bao da cỡ to đặt ở bên hông cho nó phù hợp với xe thôi. Đấy, còn lại nguyên zin đét hết nha các bác. Rất đẹp. Mời các bác xem chi tiết cấu hình của xe này. Đây, bộ đèn sau của nó đây. Bộ đèn này vẫn có giấy tờ đèn trên xe nhá. Có giấy tờ nhá. Đấy, có sơ đồ kỹ thuật. Đầy đủ hồ sơ luôn. Bentley. Đèn rất hầm hố luôn. Ở phía dưới đèn này là có hộp pin, hộp pin tích điện. Rất đẹp. Các ba ga của nó đây. Các ba ga bọc quanh chiếc đèn này là các ba ga inox nhá. Rè của nó là rè inox luôn. Đuôi rè này, Bentley Sport này. Đuôi rè miếng nhựa này. Đũa rè của nó là đũa rè mạ luôn. Đũa rè mạ luôn, mạ inox luôn các bạn. Vành inox, nan hoa thì là inox chân đồng nguyên zin. Xe này nó chạy 5 tầng lip các bác, 5 tầng lip, ốp lip của Benny luôn nhá. Nguyên zin hết, mọi thứ em nói nguyên zin rồi, em chỉ đọc thứ tự của nó thôi. Đọc thứ tự các cái cấu hình chi tiết của bộ chuyển động cũng như là khung sườn, là các cái phụ tùng khác của xe nhá. Cùi đè san tốt này. Cùi đè san tốt này, sên xích này. Đấy, đều của nguyên zin hết luôn. Của Shimano luôn. Sên của Shimano có tem chữ trên các mắt xích này. Chắn xích, chắn đĩa này. Ốp xích, ốp đĩa của nó này, FX nguyên zin. Đấy, mạ chrome sáng choang. Có màu chỉ vàng, màu đen này. Đùi nguyên zin của nó, đùi Bentley này. Đùi nhôm trắng, pedal của nó đây. Gọng thép trắng, thép này thép chống gỉ chất lượng cao nhá. Có điểm mút dòng cao su. Dày, chống trượt luôn. Cái đàn này là cũng là đấy, cái đàn này nghe tiếng kêu rất chi là chất các bác. Kiểu dáng cổ rất đẹp. Khung sườn xe thì dạng thép chất lượng cao rồi. Giác co này. Thép cổ hết nha các bác. In của nó, in của Bentley Sport luôn. In phía quả chám rất đẹp, in da màu đen. Xe là khung dòng xe thủy thủ, đa phần nó là khung sườn của nó là màu đặc trưng của nó là màu đen nha các bác. Hộp số thì trên gắn trên gióng ngang của xe đấy, 5 số. Hộp số như thế là cần số ô tô, số tự động thôi. Chrysler Bentley. Các cái tem chữ này còn rất mới luôn. Gần như là không có vết xước trên tem chữ. Đây là có những cái vết
xúc xác móng tay nhẹ. Quá trình vận chuyển không đáng kể đâu nhà các bác, quay gần mới thấy. Chiếc này thì cực chất rồi, phanh của nó là phanh, phanh sau của nó là phanh đĩa nhá, phanh đĩa dầu nha các bác. Phanh sau của nó là phanh đĩa dầu này, chân chống nguyên zin này, nó có cả bình dynamo ăn lốp này, nguyên zin theo xe này. Khóa trước của nó là khóa càng trước của nó đây. Đấy, Benny luôn nhá. Mài ở trước, mài ở sau để đồng bộ zin đét theo xe rồi. Cấu hình bánh trước như bánh sau này, con này bánh lốp 26 các bác. Bánh lốp của Benny Sport luôn, bánh lốp 26, vành inox, nan hoa inox chân đầu. Đấy, bộ đèn của nó thì cực kỳ chất rồi. Đấy, đèn có cả đèn còi luôn, đèn sinh nhan luôn này các bác này. Đấy, trái này, phải này. Trước sau là đồng bộ luôn nhá. Đấy, nó có pin tích điện. Rất chỉ là chất, cực đẹp luôn. Và giá chiếc xe này là 85 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Đấy, bộ ghi đông vô tăng của nguyên zin này, chung bật cơ của nó này. Đó, chung bật cơ của nguyên zin luôn. Phanh sau đây, phanh sau là phanh đĩa dầu này. Có dầu cấp xuống dưới này, có hộp dầu Việt dầu. Đầy đủ hết. Một chiếc xe cực kỳ chất với bộ độ đèn rất nổi và đẹp mắt. Các bác ưng mẫu xe này thì alo cho em nhé. Và đón xem những mẫu xe tiếp theo em sẽ lên sóng cho các bác hàng ngày nhá, các bác nhớ xem. Vâng, tiếp tục lại là một chiếc xe hàng bãi Nhật, một chiếc xe thương hiệu Nhật, hàng nội địa Nhật mang tên Bridgestone. Màu chủ đạo của khung sườn xe của nó là màu xanh coban. Con này là full đồ nha các bác. Con này là full đồ, một chiếc touring full đồ, cực kỳ chất, khung sườn nhôm. Các bác đang xem video vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh bấm đăng ký kênh để follow theo dõi những video mới nhất của em đăng hàng ngày cho các bác, để các bác tham khảo lựa chọn cho mình được một mẫu xe ưng ý nhất đi thể thao du lịch mua sức khỏe nhá. Và sau đây em cũng sẽ là đi tổng thể cũng như giới thiệu chi tiết báo giá cho các bác chiếc xe Bridgestone này. Một chiếc xe thể thao đường phố full đồ. Có trang bị các ba ga trước và sau, có mài ơi phát điện, gọi full đồ luôn. Con này thì nó chạy một đĩa và 7 líp các bạn. Đĩa 7 líp nhá. Chân chống gọng thép báng thép luôn. Phía sau có đèn cảm biến, đèn phản quang đầy đủ hết. Rè là cặp rè trước sau đều là rè nhựa đàn hồi Nhật luôn. Rè nhựa đàn hồi của Nhật. Chống va đập bể vỡ. Mời các bác xem chi tiết cấu hình của xe này. Con này cọc in của nó là cọc sóc luôn nhá. Có khóa hồng tháo lắp nâng hạ cọc in này. Cọc in, gọng in và in là zin đét theo xe luôn. In da màu đen. Các ba ga của nó, các ba ga gọng nhôm. Đấy, có kẹp hàng. Đấy, các ba ga gọng nhôm có kẹp hàng nhá. Đuôi các ba ga là có một chiếc đèn cảm biến ánh sáng, ăn điện ở mai ở phía trên. Đấy, đuôi rè là có một chiếc đèn phản quang màu đỏ này. Rè nhựa màu đen này. Có vảy cao su này. Vảy cao su chắn phụ này. Đũa rè của nó là đũa rè nhôm mạ. Nhôm sơn. Màu ghi trắng. Vành là vành nhôm. Vành nhôm nguyên zin. Nan hoa thì inox chân đồng rồi. Lốp con này là lốp của Hakuba. Lốp của Hakuba, lốp Nhật luôn các bác. Thông số của nó là 27 nhá, bánh lốp 27 nhân 13/8. Và với cấu hình size giống đứng cũng như bánh lốp, các bác lên chiều cao cho em con xe này 1m68 nhá. 1m65-68 là đi ok rồi. Xe chạy một tầng đĩa và 2, 4, 6, 7 tầng líp nhá. Của Shimano luôn. Con này của Shimano Tony. Cùi đề của Shimano Tony luôn. Xích líp Shimano. Xe có trang bị luôn gọng bảo vệ cùi đề rồi. Đấy, khung sườn nhôm đây, mối hàn với cá đây. Xe là của thương hiệu Bridgestone. Bản TBI. Màu xanh coban. Đùi là đùi zin theo xe luôn rồi. Đùi nhôm zin theo xe. Pedal của nó là pedal gọng nhựa nhá, nhựa đặc luôn đấy các bác. Có đệm gioăng cao su chống trượt. Phản quang hai mặt của nó là màu vàng. Gọng nước của nó đây là gọng nước màu đen, gọng nhôm. Tem kiểm định đang còn, tem xốp công ty Asahi, tem của hãng Bridgestone. Nói chung hàng bãi Nhật thì nó tem Nhật còn dán rất nhiều. Con này là nó là nhôm nhôm hộp vát tam giác nhá.
bộ chén bát vòng của nó nguyên zin này, vô tăng bản 8 sen này, nhôm mạ này, bóng luôn rất dễ lau chùi vệ sinh nhá. Mặt nạ của nó mặt nạ đặc, ghi đông tay lái thẳng luôn này, tay nắm cao su chống trượt này, tay nắm cao su chống trượt màu ghi và một ghi xám và màu đen phối hai màu. Bộ bấm xả của Lip là ăn một cụm với tay phanh nhá, tay phanh là tay nhôm mạ 7 Lip, tay phanh trái cũng là tay nhôm luôn, chuông là chuông bật cơ của Nhật rất kêu. Phản quang của nó đây, nâng cục xuống dưới, phản quang màu trắng nhá. Dọ hàng của nó dọ hàng inox, dọ hàng đũa nhỏ inox. Phía trước trang bị các ba ga gọng nhôm màu đen luôn. Đấy. Dưới các ba ga là trang bị một chiếc đèn, đèn led hai bóng, một bóng phản quang. Mayer trước thì chạy Mayer phát điện. Mayer phát điện luôn. Mayer phát điện này là ôi, kèm chữ nó bay rồi các bác. Nhìn xem dòng Shimano thì phải. Shimano hoặc Bridgestone thôi. Hai dòng này đều cực kỳ chất lượng rồi. Vành là vành zin của Bridgestone các bác nhá, vành nhôm. Lốp của Nhật, lốp Hasuka. Hasuba. Thông số của nó 27 x 13/8. Để lên cấu hình cho em 1m65 trở lên đi ok. Rè trước cũng là rè nhựa đàn hồi của Nhật luôn, đũa rè cũng là đũa rè nhôm. Sơn màu ghi trắng, rất đẹp. Sườn trái của xe đây, hệ thống dây phanh của nó là dây bấm xả là dây màu trắng của Nhật luôn nhá, đi nổi hết. Đùi trục giữa con này thì chạy bạc đạn rồi. Phanh trước là phanh gọng V, gọng V nguyên zin, hai mảnh nhôm sơn tĩnh điện màu đen. Phản quang bánh trước bánh sau là phản quang màu vàng. Chân trống của nó chân trống báng thép gọng thép luôn rồi. Phanh sau của nó là phanh ổ bi của Bridgestone luôn, Shimano Bridgestone. Mayer sau của nó là Mayer của Shimano luôn các bác. Mayer nhôm mạ của Shimano luôn. Mayer nhôm mạ của Shimano luôn nhá. Cái này nó còn tem kiểm định 2019 này. Tem kiểm định 2019. Đang còn rất mới đấy. Một chiếc Touring Fundo mang mã số là EA191 nha các bác. Bridgestone, các bác nhớ này. Mã số của nó là EA191 nhá. Đấy. Chữ nó mờ rồi các bác. Chữ viết mực nó hơi mờ. Nó là EA191. EA191. Đấy, giá con này là 8 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. 8 triệu đã bao gồm phí ship. Ưng mẫu này thì alo cho em. Số điện thoại ghim trên video chạy trên tiêu đề. Các bác nhớ đọc và đón xem những mẫu xe tiếp theo. Em sẽ giới thiệu cho các bác nhé. Kho thì rất nhiều xe. Mỗi lần em chỉ giới thiệu đơn một xe, giới thiệu rất chi tiết để các bác xem ưng dáng xe, màu xe, giá tiền thì bác alo cho em